Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 47 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Nhậm Ngũ Hành là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thiên hạ gọi là Ma Giáo. Trên 12 năm trước, lão chuyên chú vào việc luyện hấp tinh đại pháp để cho Đông Phương bất bại là một quang minh tả sứ đảm nhiệm giáo vụ. Y lòng lan dạ sói, ngoài mặt cung cung kính kính, bên trong ngấm ngầm gây dựng thế lực. Đến một ngày, y thủ hại Nhậm Ngũ Hành, nhốt giam ở đáy Tây Hồ, triệt hạ kẻ thân tín, cướp đoạt quyền vị giáo chủ. Quang minh hữu sứ Hướng Vấn Thiên sợ bị hạ thủ, lo cao chạy xa bay. Một hôm bị lực lượng rất hùng hậu của Ma Giáo tấn công tru diệt, may mắn gặp lệnh Hồ Xung nổi máu anh hùng ra tay trợ giúp cứu mạng. Hướng Vấn Thiên là người thông minh cơ trí, lão kính đáo hướng cho chàng đến Cô Sơn Mai Trang cứu Nhậm giáo chủ, sau đó chữa nội thương cho chàng bằng công phu hấp tinh đại pháp. Như vậy cả ba người đều có ân nghĩa lẫn nhau. Nhậm Ngũ Hành đề nghị ba người kết nghĩa huynh đệ Kim Lan, đồng thời phân công Hướng lão là tả sử, lệnh Hồ Xung là quang minh hữu sứ. Chàng từ chối gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo và mong giáo chủ nghĩ đến ân tình và mong giáo chủ nghĩ đến ân nghĩa sau này, nhẹ tay với phái Hoa Sơn rồi chia tay Nhậm lão và Hướng Vấn Thiên. Lệnh Hồ Xung đi Phúc Kiến để báo tin cho Nhạc Bất Quần đề phòng Nhậm lão. Trên đường đi qua núi Tiên Hà Lĩnh, vào một buổi tối, lệnh Hồ Xung thấy khoảng 30 người của Ma Giáo đang lén lút di hành. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, bọn họ đi về hướng nam vào đất Mân, phải chăng có liên quan đến phái Hoa Sơn ta? Chẳng lẽ họ phụng mệnh Nhậm giáo chủ đi làm khó dễ sư phụ sư nương ta? Lệnh Hồ Xung đợi đoàn người đi xa liền lén theo sau. Đi được vài dặm, đường núi bỗng nhiên dựng đứng, hai bên sườn núi rất cao, ở giữa là con đường rất hẹp, hai người không thể cùng đi ngang nhau. Hơn 30 người sắp thành một hàng dài như con rắn leo lên sơn đạo. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, nếu ta leo lên theo, bọn chúng ở trên cao, chỉ cần một người quay đầu lại thì sẽ thấy ta ngay. Lệnh Hồ Xung tạm thời ẩn mình vào bụi cỏ, đợi bọn họ lên hết sườn núi đi xuống phía nam thì mới đuổi theo. Nào ngờ đoàn người này lên đến sườn núi bỗng phân tán ra, ẩn vào sau những tảng đá. Trong khoảnh khắc, bọn họ nấp hết, không còn thấy một bóng người. Lệnh Hồ Xung giật mình, chàng nghĩ, bọn chúng đã thấy ta rồi. Nhưng chàng liền biết là không phải. Chàng thầm nghĩ, bọn họ mai phục ở đây là muốn tập kích người lên núi. Phải rồi, địa thế ở đây tuyệt hay, đột ngột xuất hiện tấn công thì người lên núi khó mà thoát khỏi độc thủ. Bọn họ muốn phục kích ai? Chẳng lẽ sư phụ và sư nương sau khi về phương Bắc lại có chuyện gấp rút phải đi Phúc Kiến ư? Nếu không thì tại sao bọn này cũng cản đường ngay cả trong đêm hôm tăm tối? Đêm nay ta có thể tương hội cùng tiểu sư muội rồi ư? Lệnh Hồ Xung vừa nghĩ đến Nhạc Linh Sang, khắp người nóng rang lên. Chàng nhẹ nhẹ từ trong bụi cỏ bò ra, len lén đi ra xa sơn đạo, rồi mới từ những tảng đá mà chạy nhanh xuống núi, quẹo qua mấy khúc quanh. Chàng ngoái đầu lại không thấy sườn núi cao, mới quay về sơn đạo chạy theo hướng bắc. Lệnh Hồ Xung vừa chạy thật nhanh, vừa lắng tai định thần xem trước mặt có người đi đến không. Sau khi chạy hơn 10 dặm, bỗng nghe có người trên sườn núi bên trái mắng chửi, Lệnh Hồ Xung là tên chẳng ra gì mà ngươi còn cố biện hộ cho hắn nữa à? Trong đêm khuya giữa chốn hoang sơn, bỗng nhiên có người kêu họ tên mình ra rất rõ, khiến Lệnh Hồ Xung không khỏi giật mình. Chàng chợt nghĩ chắc là sư phụ của bọn chúng, nhưng thanh âm rõ ràng là của phụ nữ, cũng không phải là sư nương, càng không phải là Nhạc Linh Sang. Tiếp theo lại nghe giọng nói của một người con gái, nhưng khoảng cách đã xa mà giọng nói lại nhỏ nên không nghe rõ cô nói cái gì. Lệnh Hồ Xung nhìn lên sườn núi, chỉ thấy có 30-40 bóng đen, lòng chàng hơi chua xót. Không biết
là ai đang chửi mình. Nếu quả thật là người phái Hoa Sơn, tiểu sư muội nghe người khác chửi mình như vậy, không biết tiểu sư muội sẽ nói như thế nào. Lệnh Hồ Sung liền cúi thấp người chui vào lùm cây bên vệ đường, đi vòng qua bên sườn núi, khom người chạy nhanh đến phía sau một gốc cây to. Tiếng một phụ nữ nói: "Sư bá, Lệnh Hồ sư huynh hành hiệp trượng nghĩa." Lệnh Hồ Sung chỉ nghe được nửa câu thì trong đầu đã hiện lên gương mặt trái xoan thanh tú, ngực cảm thấy nóng ran, chẳng biết người nói là tiểu ni cô Nghi Lâm phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Sung biết những người này là người phái Hằng Sơn chứ không phải là người phái Hoa Sơn, nên chàng thất vọng vô cùng. Giữa lúc tâm thần bị kích động, Nghi Lâm nói tiếp mấy câu nhưng chàng không nghe được nữa. Giọng người phụ nữ lớn tuổi rất đanh thép lúc trước tức giận nói: "Ngươi còn nhỏ tuổi tại sao cố chấp quá vậy? Chẳng lẽ lá thư của Nhạc tiên sinh trưởng môn phái Hoa Sơn là giả hay sao? Nhạc tiên sinh đã truyền thư khắp thiên hạ trục xuất Lệnh Hồ Sung ra khỏi môn tường, nói là hắn cấu kết với người trong ma giáo, còn oan ức cho hắn lắm hay sao? Trước đây Lệnh Hồ Sung cứu ngươi, chắc hắn sẽ dựa vào chút ân tình nhỏ đó để ám toán hạ thủ chúng ta." Nghi Lâm nói: "Sư bá, đó không phải là chút ân tình nhỏ đâu. Lệnh Hồ sư huynh tình nguyện liều cả tính mạng của mình." Giọng người phụ nữ lớn tuổi quát: "Ngươi còn gọi hắn là Lệnh Hồ sư huynh? Hắn là tên ác tặc, tâm địa hiểm độc, giả nhân giả nghĩa để gạt bọn con nít như ngươi. Người trên giang hồ tâm địa hiểm độc, quỷ quyệt, muôn mặt đều có cả. Các ngươi còn nhỏ lắm, chưa hiểu biết nhiều, dễ bị lừa lắm." Nghi Lâm nói: "Lời sư bá dạy bảo đệ tử không dám không nghe, nhưng mà Lệnh Hồ..." Chữ huynh cô chưa nói ra khỏi miệng liền kìm lại được. Người phụ nữ lớn tuổi hỏi: "Nhưng mà thế nào?" Dường như Nghi Lâm rất sợ hãi, cô không dám nói nữa. Người phụ nữ lớn tuổi nói: "Lần này Tả Minh chủ phái Tung Sơn truyền tin tức, rất nhiều người ma giáo vào đất Mân với mưu đồ cướp đoạt Tịch Tà kiếm phổ của nhà họ Lâm ở Phúc Châu. Tả Minh chủ muốn Ngũ Nhạc kiếm phái cùng tìm cách ngăn cản, để những kẻ yêu ma đen tối không đoạt được kiếm phổ. Võ công của chúng đại tiến thì Ngũ Nhạc kiếm phái người người bị chết, không có đất mà chung. Con trai nhà họ Lâm ở Phúc Châu đã đầu nhập vào môn hạ của Nhạc tiên sinh. Nếu phái Hoa Sơn được kiếm phổ, dĩ nhiên là hay biết mấy. Chỉ e ma giáo lắm quỷ kế, lại thêm đồ đệ của phái Hoa Sơn là Lên Hồ Sung biết rõ nội tình, khiến chúng ta vô cùng bất lợi. Chưởng môn nhân đã giao phó trọng trách cho ta gánh vác, ra lệnh cho ta thống lãnh mọi người vào đất Mân. Chuyện này có liên quan đến vận mạng của hai phe chính tà, gian lần không được khinh suất. Còn 30 dặm nữa thì đến chỗ giao giới Triết Mân. Hôm nay mọi người chịu vất vả một chút, phải đi suốt đêm đến Trấp Bát phố hay nghỉ ngơi. Chúng ta đón đầu, để lúc bọn người ma giáo kéo đến thì chúng ta chiếm được tiện nghi, lấy khỏe đánh kẻ nhọc mệt. Nhưng mà mọi chuyện phải thật cẩn thận." Chỉ nghe tiếng mấy chục phụ nữ đồng thanh dạ, Lệnh Hồ Sung thầm nghĩ: "Vị sư thái này không phải là chưởng môn phái Hằng Sơn, Nghi Lâm sư muội lại gọi bà ta là sư bá. Hằng Sơn Tam Định chắc là Định Tĩnh sư thái rồi. Bà ta nhận được thư của sư phụ, xem mình là kẻ phản đồ cũng không trách được. Bà ta muốn mau lên đón đầu, mà không biết giáo chúng ma giáo đã mai phục trước rồi. May mà ta phát giác, phải tìm cách báo cho họ biết mới được." Định Tĩnh sư thái lại nói: "Khi vào đất Mân phải đề phòng từng bước, bốn bề đều là địch nhân. Không chừng cả điếm tiểu nhị trong phản điếm hay tên hầu trà trong quán trà đều là gian tế trong ma giáo. Đừng có nói bức tường có tay, dù ở trong bụi cỏ cũng có địch nhân ẩn núp. Từ bây giờ trở đi, mọi người không được nhắc tới Tịch Tà kiếm phổ. Ngay cả những cái tên Nhạc tiên sinh, Lên Hồ Sung, Đông Phương Bất Bại cũng không được nhắc tới." Bọn nữ đệ tử đồng thanh đáp dạ. Lệnh Hồ Sung biết giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại thần công vô địch, lão tự xưng là Bất Bại, nhưng người trong chính giáo lúc nhắc đến lão thì thường gọi là Tất Bại, chuyển âm đi là có hàm ý đề cao chí khí của mình mà giảm bớt oai phong của địch. Lệnh Hồ Sung nghe bà ta đem tên của mình sắp ngang hàng với sư phụ và Đông Phương Bất Bại
thì không khỏi cười khổ não. Chàng thầm nghĩ: ta là tên vô danh tiểu tốt mà được tiền bối phái Hàng Sơn xem trọng như vậy, quả thật không dám nhận. Định tĩnh sư thái lại nói: chúng ta lên đường thôi. Chúng đệ tử đồng thanh đáp dạ. Bảy tên nữ đệ tử từ trên sườn núi chạy nhanh xuống, một lúc sau lại có bảy người nữa chạy xuống theo. Khinh công của phái Hằng Sơn đặc biệt có thanh danh trong võ lâm. Bảy người trước cách bảy người sau xa gần giống nhau, giống như kết thành trận pháp. Tay áo rộng của 14 người bay bay phất phới, đồng thời tiến về phía trước, từ xa nhìn rất đẹp mắt. Một lúc sau nữa lại có bảy người chạy xuống núi. Không bao lâu, chúng đệ tử phái Hằng Sơn từng tớp đều động thân. Tất cả có 6 tớp, tớp sau cùng có 8 người, chắc là có thêm Định Tĩnh sư thái. Những nữ đệ tử này không phải là nữ ni mà là đệ tử tục gia. Trong bóng đêm, Lệnh Hồ Xung khó nhận ra Nghi Lâm ở trong tớp nào. Chàng thầm nghĩ: tuy những sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn mỗi người đều có tuyệt kỹ, nhưng lên tới sườn núi, hai bên núi cao mà đường hẹp, giáo chúng ma giáo tập kích bất ngờ, tất thương vong nặng nề. Lệnh Hồ Xung liền bước một tí cỏ, vác lấy nước, móc một ít bùn bôi lên mặt, lại bôi lên bộ râu quai nón. Chàng nghĩ dù là ban ngày, Nghi Lâm chắc cũng khó nhận ra được, liền vội vàng đi qua mé trái của sơn đạo, đề khí đuổi theo. Khinh công của Lệnh Hồ Xung vốn cũng không giỏi gì, nhưng khinh công cao hay thấp là hoàn toàn lệ thuộc vào nội lực mạnh hay yếu. Bây giờ nội lực của chàng đã mạnh thì tùy ý mà cất bước, một bước nhảy rất xa. Lệnh Hồ Xung đề khí chạy rất gấp, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp đám người phái Hằng Sơn. Chàng sợ Định Tĩnh sư thái võ công cao cường nghe được tiếng bước chân của mình, nên chạy theo đường vòng đón đầu mọi người. Sau khi đến sơn đạo, chàng chạy càng nhanh. Không bao lâu, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu. Lệnh Hồ Xung chạy đến dưới chân núi, đứng lại lắng nghe, không một chút động tĩnh nào. Chàng thầm nghĩ: nếu không phải ta tận mắt thấy giáo chúng ma giáo mai phục ở sườn núi, làm sao mà nghĩ được nơi đây nguy cơ bốn bề, thật là nguy hiểm. Lệnh Hồ Xung từ từ đi lên sườn núi, đến chỗ đường hẹp giữa hai ngọn núi, cách chỗ mai phục của giáo chúng ma giáo khoảng hơn một dặm. Ngồi xuống, chàng thầm nghĩ: người trong ma giáo đã thấy ta rồi, nhưng bọn họ sợ động chàng cá nhảy, sẽ không động thủ với ta đâu. Chàng đợi một lúc, liền nằm xuống giữa đường, nghe có tiếng bước chân ở dưới núi truyền lên. Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ: hay nhất là ta dụ được giáo chúng ma giáo xuống động thủ với ta, chỉ cần đánh nhau thì phái Hằng Sơn biết ngay. Lệnh Hồ Xung nghĩ như vậy, liền nói lớn: bình sinh lão tử ghét nhất kẻ bắn lén đã thương người, có bản lãnh sao không dung đao múa thương đánh nhau một trận, mà lại ẩn núp lén lúc hại người, đó là hành vi của kẻ đê tiện vô liêm sỉ. Lệnh Hồ Xung quay về hướng núi cao, đề khí nói lớn, tuy thanh âm không gian lắm nhưng nội lực sung mãn truyền đi rất xa, đoán rằng bọn ma giáo nhất định phải nghe được. Nào ngờ bọn ma giáo im hơi lặng tiếng, không thèm để ý tới. Không bao lâu, bảy tên nữ đệ tử phái Hằng Sơn đi đầu đã đến trước Lệnh Hồ Xung. Dưới ánh trăng, bảy nữ đệ tử thấy một tên quan sải tay sải chân nằm ngủ ở dưới đất. Đường núi này chỉ đủ một người đi qua, hai bên đều là vách núi cao chót vót, nếu muốn đi lên thì phải bước qua người của Lệnh Hồ Xung mới được. Bọn nữ đệ tử chỉ cần nhảy một cái thì đã qua khỏi người hắn, nhưng vì nam nữ khác biệt, nhảy qua đầu người đàn ông thì không khỏi quá vô lễ. Một nữ ni trung niên lớn tiếng nói: cảm phiền quan gia cho mượn đường đi. Lệnh Hồ Xung ú ớ hai tiếng rồi bỗng nhiên ngáy o o. Nữ ni đó pháp danh là Nghi Hòa, nhưng tính tình lại không hòa quản chút nào. Cô thấy viên quan này nửa đêm khuya khoắt mà ngủ giữa đường đã là chuyện bê bối, lại còn lớn tiếng ngáy, 9-10 phần là cố ý cản lối đi. Cô cố dằn nổi tức giận nói: nếu quan gia không nhường lối thì bọn bần ni
phải nhảy qua người quan gia đó. Lệnh Hồ Xung nghĩ o o, mơ màng nói: trên đường này yêu ma quỷ quá nhiều lắm, đi qua không có được đâu. Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Nghi Hòa ngẩng người ra, nghe hắn nói mấy câu này dường như có ẩn ý. Một tên nữ ni kéo tay áo Nghi Hòa, cả bảy người đều lùi mấy bước. Một người nhỏ nhẹ nói: sư tỷ, người này kỳ quặc quá đi. Lại một người nói: chỉ sợ hắn là gian nhân của ma giáo, chực chờ ở đây để khiêu chiến với chúng ta. Một người khác nói: người ở trong ma giáo quyết không đi làm quan binh cho triều đình, dù có cải trang cũng không cải trang như vậy. Nghi Hòa nói: mặc kệ hắn đi, hắn không tránh ra, chúng ta nhảy qua luôn. Nghi Hòa bước lên quát: quan gia không chịu nhường đường thì bọn bần ni phải đắc tội. Lệnh Hồ Xung dương vai ngáp dài, từ từ ngồi dậy. Chàng sợ bị Nghi Lâm nhận ra nên quay mặt về hướng sườn núi, lưng quay về phía bọn đệ tử với Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung chống tay phải lên sườn núi, thân người loạn choạng giống tên say rượu, rồi nói: rượu ngon thật. Lúc này tớp đệ tử thứ hai phái Hằng Sơn đã đến. Một tên nữ đệ tử tục gia hỏi: Nghi Hòa sư tỷ, người này ở đây làm gì vậy? Nghi Hòa cho mày nói: ai mà biết hắn muốn làm cái gì. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói: vừa rồi ta mổ một con chó ăn nên bụng phát trướng ra, rồi uống quá nhiều rượu, chỉ e phải nôn ra mới hết. Trời ơi, không xong rồi, nôn thật rồi. Lệnh Hồ Xung liền nôn ọe liên tục. Bọn nữ đệ tử chau mày bịt mũi, dần dần lùi bước. Lệnh Hồ Xung ọe mấy tiếng mà không nôn ra cái gì cả. Mọi người còn đang thì thào bàn tán thì tớp thứ ba đã đến. Nghe một giọng trong trẻo mềm dịu nói: người này đã sai rồi, thật tội nghiệp. Để người này nghỉ ngơi một chút đi, rồi chúng ta đi cũng không muộn mà. Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói này, lòng chợt động, chăng thầm nghĩ: Nghi Lâm tiểu sư muội có tấm lòng thật nhân hậu. Nghi Hòa nói: người này cố tình gây rối chứ không phải là đàng hoàng gì đâu. Nói xong, Nghi Hòa bước lên trước quát: tránh ra. Nghi Hòa dung chưởng nhắm đánh vào vai phải của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung loạn choạng mấy cái rồi la lên: trời ơi, đừng làm vậy mà. Lệnh Hồ Xung chân thấp chân cao khập khiễng đi lên trước mấy bước, đường đi càng bế tắc, cả người chàng chắn ngang lối đi nhỏ chật hẹp. Người phía sau trừ phi nhảy qua đầu, nếu không thì không cách nào vượt qua được. Nghi Hòa cũng đi theo Lệnh Hồ Xung rồi quát lên: trời ơi, tránh ra. Lệnh Hồ Xung đáp: dạ. Rồi chàng lại đi thêm mấy bước nữa. Lệnh Hồ Xung càng đi lên cao thì đường núi càng chật hẹp hơn. Đột nhiên hắn lớn tiếng nói: nè, các bằng hữu mai phục ở phía trên để ý, người mà các vị đợi á đang lên nè, các vị nhào ra đánh thì không ai trốn khỏi được. Bọn Nghi Hòa nghe vậy liền lùi lại. Một người nói: nơi này địa thế cực kỳ nguy hiểm rồi, nếu địch nhân ở đây mai phục đánh úp, chúng ta khó mà chống đỡ nổi lắm. Nghi Hòa nói: nếu có người mai phục, sao hắn còn gọi ra đây? Hư là thực mà thực là hư, phía trên nhất định không có người. Nếu chúng ta sợ mà thoái lui, khiến cho địch nhân cười nhạo sao? Hai nữ ni trung niên cùng nói: đúng rồi, ba người chúng ta đi trước mở đường, bọn sư muội đi theo sau. Ba người rút trường kiếm ra rồi chạy đến sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thở hổn hển nói: cái sườn núi này dốc quá, ôi lão già lớn tuổi rồi, đi không nổi nữa. Một nữ ni quát lên: này quan gia, tránh qua một bên đi, để bọn ta đi lên trước có được không vậy? Lệnh Hồ Xung nói: người xuất gia đừng có nóng nảy như vậy, đi nhanh cũng đến nơi, mà đi chậm cũng đến nơi. Đến quỷ môn quan thì đi chậm một chút vẫn hay hơn. Nữ ni hỏi: có phải là quan gia nói lòng vòng để chửi người ta không vậy? Vèo một tiếng, trường kiếm của Nghi Hòa đã nhắm đâm vào Lệnh Hồ Xung. Bà chỉ muốn dọa cho tránh ra. Lúc chiêu kiếm này đâm đến người Lệnh Hồ Xung, liền dừng lại.
Ngay lúc đó, Lệnh Hồ Xung quay người lại, thấy mũi kiếm chỉ vào ngực của mình, chàng liền lớn tiếng quát: "Nè, ngươi làm cái gì vậy? Ta là minh quan của triều đình mà ngươi dám vô lễ như vậy hay sao? Ngươi đâu? Bắt tên nữ ni này lại cho ta." Mấy nữ đệ tử trẻ không nhịn được bật cười lên. Người này ở chốn quan sơn giả lĩnh mà còn ra oai là quan lớn thì thật là buồn cười. Một ni cô cười nói: "Quan gia, bọn ta có chuyện gấp lắm, phải lên đường ngay. Phiền quan gia tránh sang một bên đi ha." Lệnh Hồ Xung nói: "Hả? Cái gì quan gia với không quan gia? Ta đường đường là một tham tướng, ngươi phải gọi ta là tướng quân mới phải." Bảy tám nữ đệ tử cùng cười rồi gọi: "Tướng quân đại nhân, xin tướng quân đại nhân tránh sang một bên cho." Lệnh Hồ Xung cười ha hả, ưỡn ngực ra chiều đắc ý. Đột nhiên chàng trượt chân té ngã. Bọn nữ đệ tử kinh hãi la quảng lên: "Ý trời, cẩn thận!" Có hai người chụp được cánh tay Lệnh Hồ Xung kéo lại. Chàng trượt thêm một cái nữa mới đứng vững, rồi liền chửi: "Trời, đừng gì mà trơn quá. Lũ quan địa phương toàn là bọn ăn hại, không sai vài dân phu tu sửa con đường núi này cho nó tốt hơn." Lệnh Hồ Xung trượt chân hai cái như vậy, thân người đã đứng co ro vào chỗ lõm của vách núi. Bọn nữ đệ tử triển khai khinh công, từng người vượt qua hắn. Có người cười nói: "Hoàng địa phương nên phái 8 người mang kiệu tới đây khiêng tướng quân đại nhân lên núi mới phải đó." Có người thì nói: "Tướng quân thì cưỡi ngựa chứ đâu có ngồi kiệu." Người trước nói: "Vị tướng quân này khác quan thường à, nếu mà cưỡi ngựa thì chỉ e bị té ngã lăn quay." Lệnh Hồ Xung tức giận nói: "Nói tầm bậy tầm bạ, ta có bao giờ cưỡi ngựa mà bị té đâu. Tháng trước một con hổ súc sinh đáng chết nhảy ra, ta mới từ trên ngựa lăn xuống, bị thương ở bè sườn, nhưng có nhầm nhò gì đâu." Bọn nữ đệ tử cười to một trận rồi phóng lên núi nhanh như gió. Lệnh Hồ Xung thấy một bóng người mảnh mai lướt qua, chính là Nghi Lâm. Chàng liền đi theo sau cô ta. Thế là bọn đệ tử đi phía sau bị cản lại. Tuy bước nặng nề, thở hồng hộc, cứ ba bước thì trượt hết hai, vừa leo vừa trượt, nhưng Lệnh Hồ Xung đi cũng khá nhanh. Một nữ đệ tử phía sau vừa cười vừa than: "Trời ơi, vị tướng quân đại nhân này thiệt là, hơi không biết một ngày té bao nhiêu lần á." Nghi Lâm quay đầu lại nói: "Nghi Thanh sư tỷ hả, sư tỷ đừng có thúc giục tướng quân, khiến tướng quân lật đật lại bị té ngã thật thì sao? Sườn núi này rất dốc, bị té xuống không phải chuyện đùa đâu." Lệnh Hồ Xung thấy đôi mắt to của Nghi Lâm sáng lấp lánh, giống như hai dòng suối biếc, một gương mặt nhỏ nhắn đẹp tuyệt trần ở dưới ánh trăng. Sự tức giận của người thế tục trong lòng chàng đã tan biến hết. Lệnh Hồ Xung nhớ lại ngày chạy trốn sự truy kích của phái Thanh Thành. Ở trong thành Hành Sơn, cô ta ôm mình chạy đi, mình cũng từng nhìn ngắm cô. Bỗng nhiên tận đáy lòng chàng nổi lên một thứ tình cảm êm dịu. Lệnh Hồ Xung nghĩ: "Trên dốc núi cao này có bọn cường thù đại địch mai phục muốn hại cô ta, ta sẽ không màng tính mạng để bảo vệ cho cô thật an toàn." Nghi Lâm thấy cặp mắt Lệnh Hồ Xung đờ ra, dung mạo lại xấu xí. Cô nhìn hắn khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười hiền hòa. Cô nói: "Nghi Thanh sư tỷ à, nếu vị tướng quân này trượt chân té, sư tỷ phải mau đỡ tướng quân dậy đó." Nghi Thanh cười nói: "Tướng quân nặng như vậy làm sao mà ta đỡ nổi." Phái Hằng Sơn giới luật nghiêm minh, nữ đệ tử không được cười nói với người ngoài. Lệnh Hồ Xung giả bộ yếu đuối như vậy để chọc cười bọn họ. Xung quanh không có trưởng bối, đi đường trong đêm tối nói cười mấy câu cũng không sao, lại tinh thần thêm phấn khởi. Lệnh Hồ Xung tức giận nói: "Bọn con nít các người ăn nói không biết trọng khinh. Ta đường đường là tướng quân, năm xưa nơi chiến trường sông trận giết giặc, hoài phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Nếu các người nhìn thấy thì phải phục sát đất. Đường núi nhỏ nhặt này không ăn thua gì với ta, sao ta té ngã được? Thật nói năng tùy tiện. Trời ơi, không xong rồi." Chân của Lệnh Hồ Xung dường như giẫm phải một cục đá nhỏ, thân người tuột dài xuống, hai tay chàng quơ loạn xạ trên không.
mấy tên đệ tử sau lưng đều la thất thanh. Nghi Lâm vội quay người đưa tay ra. Lệnh Hồ Xung nắm bàn tay cô. Nghi Lâm dẫn kình lực nâng lên. Tay trái Lệnh Hồ Xung chống đất mới đứng vững, khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Mấy nữ đệ tử phía sau nhịn không được cười khanh khách. Lệnh Hồ Xung nói: "Đồi ổng của ta đi đường núi nặng như đèo đá, nếu mang đồ dày vải như các người á thì làm sao mà té. Hơn nữa ta chỉ trượt chứ không hề té ngã, có chi đâu mà cười." Nghi Lâm buông tay chàng ra nói: "Đúng rồi, tướng quân mang ủng cưỡi ngựa đi đường núi bất tiện lắm." Lệnh Hồ Xung nói: "Tuy bất tiện nhưng oai phong vô cùng. Nếu như thường dân các người chân cứ đi giày cỏ thì còn thể diện gì nữa?" Bọn nữ đệ tử nghe Lệnh Hồ Xung sợ mất thể diện thì càng cười ầm lên. Lúc này mấy tớp người phía sau đã đến chân núi, tớp đi đầu đã lên đến đỉnh núi. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng hô quán: "Bọn giặc cỏ bắt gà trộm chó ở đây rất là nhiều, nếu các người không đề phòng thì chúng sẽ đánh người mà cướp tài vật. Các người xuất gia tuy không mang theo nhiều của cải, nhưng đồng tiền quá duyên vất vả mới có được, thì cũng nên cẩn thận, đừng để bị chúng cướp đoạt." Nghi Thanh cười nói: "Đại tướng quân của chúng ta đang ở đây đó, thì bọn tiểu tặc không dám động đến thái tuế đâu." Lệnh Hồ Xung la lên: "Nè nè, cẩn thận đó, dường như ta nhìn thấy ở trên cao có đầu người lấp ló." Một nữ đệ tử nói: "Đại tướng quân ba qua quá đi à, chẳng lẽ chúng ta mà sợ mấy tên giặc cỏ nhãi nhép đó hay sao?" Bỗng nhiên nghe hai nữ đệ tử la lên: "Ôi trời ơi!" Rồi lăn lông lóc xuống. Hai nữ đệ tử khác vội chạy lại đỡ. Mấy nữ đệ tử phía trước cũng la lên: "Tặc tử, có tặc tử phong ám khí, cẩn thận!" Tiếng la chưa dứt lại có người lăn xuống. Nghi Hòa la lớn: "Mọi người cúi xuống đề phòng ám khí!" Mọi người đều nằm phục xuống. Lệnh Hồ Xung chửi: "Và có to gan, các người không biết bản tướng quân đang ở đây hay sao?" Nghi Lâm kéo tay chàng nói: "Thôi mau phục xuống đi." Bọn nữ đệ tử phía trước lấy ám khí ra, nào tụ tiễn, thiết bồ đề lần lượt ném về phía trước. Nhưng địch nhân ẩn phục sau các mô đá, không thấy một người nào, ám khí đều rơi vào khoảng không. Định tĩnh sư thái nghe phía trước có địch, vội phóng người lướt qua đỉnh đầu bọn nữ đệ tử, đến sau lưng Lệnh Hồ Xung. Dù một tiếng, bà nhảy qua đầu của chàng. Lệnh Hồ Xung la lên: "Đại cát lợi bố, xui quá, xui quá!" Rồi chàng nhổ mấy bãi nước bọt, thấy tay áo rộng thùng thình của Định Tĩnh sư thái bày pháp với, đang đánh lên phía trước. Ám khí của địch nhân bắn ra dù dù, có cái cắm vào tay áo của bà, có cái bị lực đạo của tay áo đánh bay đi. Định Tĩnh sư thái nhô lên hụp xuống mấy lần thì đã đến đỉnh núi. Bà còn đứng chưa vững đã nghe tiếng gió rất mạnh, một cây thục đồng côn đánh xuống đầu bà. Nghe tiếng kình phong, bà biết binh khí này rất nặng, không dám đón tiếp mà nghiêng người từ bên cây côn chui qua. Lại thấy hai cây liễn tử chùy, một trên một dưới đồng thời phóng đến, thế đến rất mãnh liệt. Địch nhân mai phục ở cửa ải này là ba tên cao thủ. Định Tĩnh sư thái quát lên: "Đồ vô liêm sỉ!" Bà xoay tay rút trường kiếm ra, một kiếm phá song thương gạt ra hết. Thục đồng côn lại đánh quét ngang lưng bà. Trường kiếm của Định Tĩnh sư thái đáp trên cây côn rồi thừa thế chém xuống. Cây liễn tứ chùy đã phóng đến vai phải của bà. Chỉ nghe bọn nữ đệ tử ở lưng chừng sườn núi là thất thanh, tiếp theo nghe tiếng ầm ầm. Thì ra địch nhân trên sườn núi đẩy những tảng đá to xuống. Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn chen nhau trên con đường nhỏ, thụp lên thụp xuống để né những tảng đá to. Trong khoảnh khắc, có mấy người bị đá làm bị thương. Định Tĩnh sư thái lùi lại hai bước, la lên: "Tất cả rút lui, xuống chân núi rồi hãy tính." Bà múa kiếm chặn phía sau để cản sự truy kích của địch nhân, lại nghe tiếng ầm ầm không dứt. Đá to trên đỉnh núi không ngừng ném xuống. Tiếp theo mấy tiếng binh khí giao nhau ở phía dưới. Thì ra dưới chân núi cũng có địch nhân mai phục. Đợi bọn Hằng Sơn lên núi hết, phía trên phát ra tiếng động thì bọn chúng xuất hiện để chặn đường lui của họ. Ở phía dưới truyền tin lên:
Sư bá ơi, bọn tặc tử cản đường, công phu lợi hại quá, không xông xuống được rồi. Tiếp theo lại có người truyền tin lên, có hai vị sư tỷ bị thương. Định Tĩnh sư thái tức giận chạy như bay xuống núi, thấy hai tên hán tử tay cầm cương đao đang bức bách hai nữ đệ tử phải lùi ngược lại. Định Tĩnh sư thái quát lên một tiếng thật to, phóng nhanh trường kiếm về phía trước. Bỗng nghe vù vù hai tiếng, hai quả bát giác chùy bằng thép nguyên chất có dây xích dài từ dưới tấn công lên trước mặt Định Tĩnh sư thái. Định Tĩnh sư thái phóng trường kiếm ra gạt, một trái chùy đè xuống trường kiếm, còn quả kia đập vào đỉnh đầu của bà. Định Tĩnh sư thái kinh hãi, trời ơi, sức người này quá mạnh. Nếu gặp chỗ đất bằng, Định Tĩnh sư thái cũng không để tâm đến loại gió công hung dữ như vậy. Bà chỉ cần triển khai công phu tiểu xảo thì có thể tấn công sang bên. Nhưng đường núi chật hẹp, ngoài cách đánh chính diện ra không còn cách nào khác nữa. Hai quả bát giác thiết chùy của địch nhân múa tích như hai cái vòng đen tấn công trước mặt, nên Định Tĩnh sư thái không sao triển khai kiếm thuật tinh diệu. Bà đành phải từng bước lên trên núi. Bỗng nghe phía trên có tiếng la oai oái không ngớt, lại có mấy tên đệ tử bị trúng ám khí ngã xuống. Định Tĩnh sư thái định thần, bà cảm thấy võ công của bọn địch nhân ở trên đỉnh núi không mạnh, dễ đối phó, liền nhảy qua đầu bọn nữ đệ tử. Tiếp theo bà vừa qua đầu Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung lại lớn tiếng la, trời ơi, làm cái trò gì mà nhảy như gà giữa ruộng vậy? Già rồi mà còn ham vui, người nhảy qua nhảy lại trên đầu thì làm sao ta đánh bạc cho được? Định Tĩnh sư thái vội phá vòng dây địch, chẳng để ý đến những lời của chàng. Nghi Lâm tự tốn nói, xin lỗi quan gia, sư bá của tiểu ni không cố ý nhảy. Lệnh Hồ Xung lầm bầm mắng, ta đã nói rồi, ở đây có giặc cỏ mà các ngươi không tin. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, ta chỉ thấy bọn ma giáo mai phục trên đỉnh núi, thì ra dưới chân núi cũng có bọn cao thủ mai phục. Người phái Hàng Sơn tuy đông, nhưng tụ tập trên sơn đạo nhỏ hẹp này thì làm sao triển khai thủ cước được? Đại sự thật không may. Định Tĩnh sư thái lên đến đỉnh núi, bỗng thấy bóng một cây trượng thấp thoáng đánh xuống. Thì ra địch nhân điều động những tay hảo thủ trấn ở đây. Định Tĩnh sư thái nghĩ thầm, nếu hôm nay ta không xông phá vòng dây này, dẫn bọn đệ tử ra ngoài, e rằng phải bỏ mạng ở đây. Bà né người tránh, tay phóng trường kiếm trên chết ra, thân người cách tiền trượng không quá mấy tấc, thoáng một cái cả người và kiếm đã phóng về phía trước. Bà vội đâm vào gã đầu đà mập ú sử thiền trượng. Chiêu kiếm này có thể nói cực kỳ nguy hiểm, là cách đánh liều mạng, hai bên cùng bị thương. Gã đầu đà không kịp đề phòng, không kịp thu thiền trượng lại, choang nhẹ một tiếng, trường kiếm đã đâm vào sườn của gã. Gã đầu đà vô cùng kinh hãi, là thất thanh. Gã đánh ra một quyền, trường kiếm của Định Tĩnh sư thái bị gãy làm đôi, máu từ tay gã chảy ra bê bết. Định Tĩnh sư thái gọi, mau lên đây đưa kiếm cho ta. Nghi Hòa liền phi thân lên đưa ngàn kiếm, nói, sư bá, kiếm đây. Định Tĩnh sư thái quay người nhận lấy, một cây liễn tử thương đâm chên chết về phía cao hơn một bậc so với sáu liễn tử thương khác đâm về phía Định Tĩnh sư thái. Alo, thưa quý vị các bạn, alo, thưa quý vị các bạn, nếu các bạn đang có cái lộ trình di chuyển trên đường D Nguyễn Khoái để hướng đi cầu Trương Dương vào lúc này thì các bạn cũng nên hết sức thận trọng để có thể chọn lộ trình của mình. Nguyên nhân là do là hiện tại bây giờ đang trên đường D Nguyễn Khoái hướng đi cầu Trương Dương, hiện đang các lực lượng chức năng của bên quân đội cũng như là công an cảnh sát giao thông cũng như là lực lượng giao thông đang tổ chức vận chuyển một chiếc máy bay vận tải của hãng hàng không Việt Nam ở trên cái đường D này. Do vậy mà các bạn có cái hướng di chuyển trên đường D Nguyễn Khoái để đi hướng đi cầu Trương Dương thì các bạn cũng nên chọn cho mình một lộ trình khác. Và các bạn mà đang có lộ trình di chuyển đây thì các bạn cũng kiên nhẫn để có thể di chuyển. Và lại bây giờ đây cái máy bay cũng đang chuyển rất là chậm chạp ở trên cái tuyến đường D này. Do vậy nếu các bạn mà đang di chuyển đây thì các bạn cũng hết sức kiên nhẫn nhưng để có thể di chuyển tốt qua đây. Còn các bạn mà chưa có cái lộ trình qua đây thì các bạn cũng nên chọn cho mình hướng khác để có thể tránh cái sự ùn tắc tại cái hướng này.
thể nói Thanh Thiên Bạch Nhật được, nhưng cũng lờ đi, tiếp tục nói: mấy tên giặc cỏ này chẳng đường cướp của, ăn hiếp hạng nữ lưu. Chẳng lẽ bọn mày không sợ Viên Pháp hay sao? Nghi Lâm nói: bọn tiểu ni đâu phải hạng nữ lưu bình thường, địch nhân cũng không phải là giặc cỏ chặn đường cướp của. Lệnh Hồ Xung khoa chân bước lên trước, chen người vào bọn nữ đệ tử mà đi. Bọn nữ đệ tử đành phải nép vào vách đá, nhường cho chàng bước qua. Lệnh Hồ Xung lên đến đỉnh núi, đưa tay rút yêu đao ra. Chàng rút một hồi lâu, giả bộ như rút không được, bèn chửi: cái đao này thật là bực mình, lúc người ta cần gấp thì lại rỉ sét. Đao của tướng quân bị rỉ sét, sao bắt giặc được đây? Nghi Hòa đang dùng kiếm đấu kịch liệt với hai tên ma giáo, liều mạng trấn giữ sơn đạo. Nghe Lệnh Hồ Xung ở sau lưng lải nhải vì đao bị rỉ sét không rút ra được, bà vừa bực mình vừa buồn cười, bèn la lên: mau tránh ra đi, ở đây nguy hiểm lắm đó. Bà ta la câu này hơi bị phân tâm, cây liễm tứ thương đâm xoạt một tiếng suýt nữa trúng vào vai bà. Nghi Hòa lùi nửa bước, người đó lại dung thương phóng tới. Lệnh Hồ Xung la lên: phải rồi, phải rồi, giặc cỏ to gan, không thấy bổn tướng quân ở đây sao? Chàng lạng người qua cản trước mặt Nghi Hòa. Gã hán tử sử liễn tử thương sửng sốt, lúc này trời đã hừng sáng, thấy sắc phục của chàng đúng là mệnh quan triều đình. Gã liền dừng thương không đánh nữa, chỉ mũi thương vào ngực Lệnh Hồ Xung, quát lên: ngươi là ai? Vừa rồi ở dưới là lối om sòm, có phải là cẩu quan ngươi không? Lệnh Hồ Xung cũng chửi lại: ngươi dám gọi ta là cẩu quan hả? Ngươi mới là cẩu tặc, ở đây chặn đường cướp của. Bổn tướng quân đến đây mà các ngươi còn không cút đi, thật coi trời bằng vung. Bổn tướng quân bắt các ngươi đem đến huyện Nha Môn, đánh cho mỗi tên 50 trượng, phải kêu cha gọi mẹ mới thỏa lòng. Gã hán tử sử thương không muốn giết mệnh quan triều đình, sợ phiền phức, gã liền chửi: đồ thối tha, mau cút đi, ở đây mà nói bậy bạ nữa thì lão tử sẽ đâm xuyên 3 lỗ lên người cẩu quan người đó. Lệnh Hồ Xung thấy định tĩnh sư thái, nhất thời chưa đến nỗi thất bại, mà bọn ma giáo cũng không ném ám khí lăn đá xuống nữa. Chàng lớn tiếng quát: bọn giặc cỏ to gan, mau quỳ xuống khấu đầu trước bổn tướng quân. Bọn bay có mẹ già 80 tuổi thì ta có thể giảm tội cho, nếu không thì ta sẽ đem cái đầu của bọn ngươi chém đứt từng cái một. Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn nghe nói vậy đều chau mày lắc đầu. Họ thầm nghĩ: hắn ta chắc bị điên quá. Nghi Hòa bước lên một bước, cầm kiếm hộ vệ. Nếu địch nhân phóng thương đâm Lệnh Hồ Xung thì cô sẽ dung kiếm gạt đỡ. Lệnh Hồ Xung lại cố rút yêu đao ra, rồi lại chửi tiếp: lúc lâm trận cấp bách thì thanh bảo đao tố truyền này là hang rỉ. Bảo đao này của bổn tướng mà không bị xét rỉ thì bọn giặc cỏ các người có 10 cái đầu cũng bị chém rụng hết. Gã hán tử sử thương cười hô hố, y quát: cút mau! Gã dung thương nhắm đánh vào hông của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung giật mạnh một cái, cả đao lẫn giỏ đều bị giật xuống. Chàng la lên: trời ơi! Rồi lao người về phía trước, ngã nhào xuống. Nghi Hòa la lên: cẩn thận! Lúc Lệnh Hồ Xung trượt chân té, yêu đao đã phóng ra, đầu gió đao điểm trúng yếu huyệt trên lưng gã hán tử sử thương. Gã hán tử chưa hừ được một tiếng thì người đã mềm nhũn ra, té lăn xuống đất. Lệnh Hồ Xung ngã bịch xuống, rồi lồm cồm bò dậy, hứ một tiếng rồi nói: à, ngươi cũng bị té, mọi người thấy đó, lão tử đâu có sao, chúng ta đánh tiếp đi. Nghi Hòa túm lấy gã hán tử hất về phía sau, thầm nghĩ: có một con tin ở trong tay, cục diện có lợi thế hơn một chút rồi. Ba người trong ma giáo xông đến muốn cứu đồng môn. Lệnh Hồ Xung la lên: à, đâu có dễ như vậy, ta phải bắt hết bọn giặc cỏ các ngươi. Lệnh Hồ Xung dung yêu đao lên, chỉ đông đánh tây, sử toàn những chiêu kiếm không theo chương pháp. Độc Cô Cửu Kiếm vốn không có chiêu số, cách chàng sử đao rất thoải mái, ưu nhã nhưng chậm chạp vụng về, mà oai lực mạnh đến kỳ lạ. Yếu điểm của nó ở kiếm ý chứ không phải chiêu thức.
Lệnh Hồ Xung không giỏi về điểm quyệt hay đá quyệt, lúc đang đấu kịch liệt khó mà nhận ra chuẩn xác quyệt đạo của đối phương. Nhưng kiếm pháp tinh diệu cộng với nội lực hùng hậu, tuy không đâm trúng yếu điểm nhưng đâm nghiêng quyệt đạo thì địch nhân cũng chịu không nổi. Chàng cứ tiện tay đâm ra thì người đó lại té ngã. Bỗng thấy bước chân Lệnh Hồ Xung loạn choạng siêu dẹo, chàng cầm luôn cả yêu đao lẫn giỏ đao múa loạn xạ. Đột nhiên Lệnh Hồ Xung không dừng chân kịp, va vào một tên ma giáo. Xoạt một tiếng, đầu giỏ đao đâm trúng bụng dưới của tên đó. Gã đó chỉ kịp thở dốc một hơi dài, nhũng ra té xuống. Lệnh Hồ Xung la lên: "Trời ơi!" Rồi nhảy lùi ra phía sau. Chui đao của chàng đánh trúng vào vai một người đứng phía sau. Người đó liền té nhào xuống, lăn lòng lóc ở dưới đất. Lệnh Hồ Xung bị dấp lên người của gã. Lệnh Hồ Xung xông về phía trước, giỏ đao lại đâm trúng một tên ma giáo sử đao. Tên này là một trong ba hảo thủ dây đánh Định Tĩnh sư thái. Lưng gã bị đánh trúng, đơn đao rớt khỏi tay bay đi. Định Tĩnh sư thái thừa cơ dung chưởng đánh trúng ngược gã. Gã thổ huyết, chắc khó sống nổi. Lệnh Hồ Xung lại la lên: "Cẩn thận, cẩn thận đó!" Chàng liền lùi mấy bước, lưng va vào người sử phán quan bút. Gã này giơ bút lên nhắm điểm vào lưng của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung quờ quạng xông về phía trước. Gió đao của chàng lao đến thì lại có hai tên ma giáo bị đâm ngã xuống đất. Gã sử phán quan bút vội lao nhanh về phía chàng. Lệnh Hồ Xung la to: "Chết tôi rồi!" Chàng liền co giò chạy. Gã cũng dắt chân đuổi theo. Đột nhiên Lệnh Hồ Xung dừng bước, khom người xuống. Chui đao của chàng dưới nách lộ ra một nửa. Gã đó vạn lần không ngờ đối phương đang chạy nhanh đột nhiên dừng lại. Tuy rõ công gã cao cường nhưng biến chiêu không kịp. Trong lúc chạy vội, chỗ giữa ngực và bụng của gã bị chui đao của Lệnh Hồ Xung thúc trúng, mà gã lộ ra vẻ rất sửng sốt. Đối với chuyện vừa rồi, dường như gã không tin là sự thật. Người gã từ từ mềm ra rồi ngã xuống. Lệnh Hồ Xung quay người, thấy trận chiến đã ngưng lại. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn đã lên đỉnh núi gần được phân nửa, đang đứng đối diện với bọn ma giáo. Những đệ tử còn lại thì đang tức tốc chạy lên. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói: "Đồ giặc cỏ, thấy bổn tướng quân ở đây sao không mau quỳ xuống đầu hàng? Thật là kỳ cục!" Lệnh Hồ Xung múa giỏ đao, quát một tiếng rồi xông vào đám ma giáo. Bọn ma giáo liền tấn công, đao thương giao nhau. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn muốn lên tương trợ, nhưng thấy Lệnh Hồ Xung la to: "Lợi hại, lợi hại! Bọn giặc cỏ này thật là hung hãn!" Lệnh Hồ Xung chạy ra khỏi đám đông, chân bước nặng nề. Lúc chạy thì quờ quạng, té bịch một cái. Chàng dung giỏ đao lên đánh trúng trán mình, muốn ngất đi. Nhưng mỗi lần vào ra trong đám ma giáo thì hắn đã đâm mấy tên hảo thủ. Song Phương thấy Lệnh Hồ Xung như vậy không khỏi trố mắt kinh ngạc. Nghi Thanh và Nghi Hòa cùng chạy đến gọi: "Tướng quân, tướng quân có sao không vậy?" Lệnh Hồ Xung nhắm nghiền hai mắt, giả đò bất tỉnh. Một lão già cầm đầu bọn ma giáo thấy trong khoảnh khắc mà phe lão bị chết một người, còn 11 người bị viên quan điên khùng này đánh ngã. Vừa rồi lão thấy hắn xông trận, chính lão đã liên tục xuất chiêu cầm nã, nhưng lại suýt nữa bị giỏ đao của hắn điểm trúng tay. Cái mũi da của giỏ đao điểm không trúng quyệt đạo, nhưng thế điểm rất lợi hại, phương vị lại cổ quái, bình sinh lão chưa bao giờ thấy qua. Võ công của người này cao cường không biết tới đâu mà lường. Lại thấy phe mình có 5 người bị hắn điểm ngã, đã bị phái Hằng Sơn bắt giữ. Bất luận thế nào phe lão cũng không đối phó được. Lão liền lớn tiếng nói: "Định Tĩnh sư thái, bọn đệ tử của người bị trúng ám khí, có cần thuốc giải không?" Định Tĩnh sư thái thấy mấy tên đệ tử của bà bị trúng ám khí đang hôn mê bất tỉnh, máu nơi vết thương chảy ra đều màu đen. Bà biết ám khí có tẩm chất kịch độc, vừa nghe lão nói đến câu này liền biết rõ ý của lão, bèn nói: "Đem thuốc giải đến, đổi lấy người." Lão già gật đầu nói nhỏ mấy câu. Một tên ma giáo cầm một bình sứ đi đến trước mặt Định Tĩnh sư thái, cúi người đưa lên. Định Tĩnh sư thái nhận bình sứ, gằn giọng nói:
nếu thuốc giải có công hiệu sẽ thả người. Lão già nói: Định Tĩnh sư thái phái Hằng Sơn chắc không phải là người nói rồi nuốt lời. Lão quơ tay một cái, bọn ma giáo khiêng những người bị thương và xác chết cùng đi theo hướng tây xuống núi. Trong khoảnh khắc tất cả đi hết, không còn người nào. Lệnh Hồ Xung từ từ tỉnh lại, hắn la lên: Đau quá! Rồi liền đưa tay sờ lên trán, chỗ bị đánh sưng lên một cục. Hắn ngạc nhiên hỏi: Mấy tên giặc cỏ đâu rồi? Chúng đi đâu hết rồi? Nghi Hòa cười khúc khích nói: Vị tướng quân này thật kỳ lạ cổ quái mà. Vừa rồi mai mà tướng quân xong trận đánh tán loạn, mấy tên giặc cỏ bị tướng quân hù dọa phải lùi hết rồi. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói: Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Đại tướng quân xuất mã quả nhiên oai phong lẫm liệt, bọn giặc cỏ cúp đuôi chạy tán loạn. Úi chao ơi! Lệnh Hồ Xung đưa tay sờ lên trán, rồi nhăn mặt ra chiều đau đớn vô cùng. Nghi Thanh nói: Tướng quân bị thương rồi hả? Bọn bần ni có thuốc trị thương nè. Lệnh Hồ Xung nói: Không sao, không sao, bất đại trưởng phu da ngựa bọc thây cũng là chuyện nhỏ. Nghi Hòa trề môi cười nói: Trời ơi, chỉ sợ là da ngựa bọc thây thiệt đó. Nghi Thanh đưa mắt liếc Nghi Hòa một cái rồi nói: Người thích bới móc lắm, bây giờ nói những thứ đó làm gì? Lệnh Hồ Xung nói: Người phương Bắc bọn ta nói là da ngựa bọc thây, còn người phương Nam các ngươi cách đọc có khác một chút. Nghi Hòa quay người lại nói: Chúng ta cũng là người phương Bắc chứ bộ. Định Tĩnh sư thái đưa thuốc giải cho người đệ tử bên cạnh và sai mấy cô đem đi cứu đồng môn bị trúng ám khí. Rồi bà đi đến trước Lệnh Hồ Xung, cúi đầu thi lễ nói: Lão nì Định Tĩnh phái Hằng Sơn không dám thỉnh giáo cao danh quý tính của thiếu hiệp. Lệnh Hồ Xung ớn lạnh xương sống, chàng nghĩ: Vị tiền bối phái Hằng Sơn này quả có con mắt tinh đời, nhìn ra được tuổi ta còn nhỏ mà lại giả mạo làm tướng quân. Nghĩ vậy, chàng liền chắp tay cúi người cung kính đáp lễ: Lão sư thái có hỏi thì xin đáp. Bổn tướng quân họ Ngô, quan danh là Thiên Đức. Thiên là trời mênh mông bát ngát, còn Đức là văn chương đạo đức. Bổn tướng được bổ làm chức tham tướng ở Tuyền Châu, bây giờ đang lên đường nhậm chức. Định Tĩnh sư thái liệu đoán chàng không muốn tiết lộ mặt mũi, chưa chắc là tướng quân thật. Bà bèn nói: Hôm nay phái Hằng Sơn của bần ni gặp phải đại nạn, nhờ có tướng quân ra tay cứu giúp, đại ân đại đức này không biết làm sao báo đáp cho được. Võ công của tướng quân cao thâm, bần ni lại không biết được sư thừa môn phái của tướng quân, thật là khâm phục. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói: Lão sư thái quá khen, nhưng ta cũng nói thật, võ công của bổn tướng có mấy cách đánh: trên đánh tuyết rơi phủ núi, dưới đánh cây già tróc rễ, giữa đánh lấy tim hắc hổ. Ui chào ơi! Chàng vừa nói vừa múa tay chân, một quyền đánh ra dường như dùng sức quá mạnh, tự làm khớp xương mình đau buốt. Lúc chàng trộm nhìn Nghi Lâm, thấy cô ta giật mình, có ý rất quan tâm lo lắng, thì thầm nghĩ: Vị tiểu sư muội này có tấm lòng thật là nhân hậu, nếu biết đúng là ta thì không hiểu cô ta nghĩ sao. Định Tĩnh sư thái dĩ nhiên biết rõ chàng giả bộ, bèn mỉm cười nói: Tướng quân là chân nhân bất lộ tướng, bần ni chỉ còn cách sớm chịu thắp nén thanh hương chúc cho tướng quân phúc thể an khang, vạn sự như ý. Lệnh Hồ Xung nói: Đa tạ, đa tạ. Sư thái cầu xin Đức Bồ Tát phù hộ cho bổn tướng thăng quan phát tài. Tiểu tướng cũng chúc lão sư thái và các vị tiểu sư thái thuận buồm xuôi gió, gặp hung quá kiết, vạn sự thuận lợi. Trong lúc đang cười to, chàng cúi người sát đất hướng về phía Định Tĩnh sư thái rồi nghênh ngang mà đi. Lệnh Hồ Xung tuy là cuồng vọng làm ẩu, nhưng đã lâu ở trong Ngũ Nhạc kiếm phái, đối với vị tiền bối phái Hằng Sơn này không dám thất lễ. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn nhìn theo bước chân siêu dẻo của chàng đi về phía nam,
rồi dây lấy định tĩnh sư thái, hỏi không ngớt: Sư bá, người này lai lịch làm sao? Hắn khùng thiệt hay giả bộ đây? Có phải võ công của hắn cao cường, hay là chẳng qua gặp hên, đánh bừa đánh ẩu mà trúng địch nhân đây? Đệ tử thấy hắn không giống tướng quân, dường như tuổi cũng không lớn, phải vậy không? Định tĩnh sư thái thở dài, quay đầu nhìn các đệ tử bị trúng ám khí, thấy sau khi rịch thuốc giải, máu đen đã chuyển sang đỏ, mạch đập càng mạnh lên, đã thoát hiểm. Linh dược trị thương của phái Hằng Sơn có thể coi là hay nhất trong các phái, rồi tự trị thêm sau. Bà liền giải khai huyệt đạo cho 5 tên giáo chúng ma giáo, thả họ về. Bà nói: Tất cả đến dưới gốc cây bên đó ngồi nghỉ một chút đi. Một mình bà ngồi tọa định ở bên tảng đá to, nhắm mắt trầm tư. Lúc này xông vào trong trận ma giáo, trưởng lão thủ lĩnh ma giáo đã động thủ với hắn, nhưng hắn vẫn có thể trong khoảnh khắc điểm ngã 5 người, lại không phải là công phu điểm huyệt. Hắn sử chiêu thức cũng không biểu hiện môn phái nào. Trong võ lâm đương thời có người trẻ tuổi lợi hại như vậy, chắc là đệ tử của một vị cao nhân. Nhân vật như vậy là bạn chứ không phải là địch. Thật là may mắn cho phái Hằng Sơn ta. Bà trầm ngâm một chút rồi sai đệ tử lấy nghiên bút và một tấm giấy lụa mỏng để viết thư. Bà nói: Nghi Chất, đem chim bồ câu ra đây. Nghi Chất dạ, rồi bắt một con chim bồ câu từ lòng trúc đeo trên lưng ngựa ra. Định tĩnh sư thái cuộn mảnh lụa viết thư thành một cuộn dài dài rất nhỏ, nhét vào trong ống trúc, đậy nắp lại, rồi đánh lửa đốt keo, dùng sợi dây cột vào chân trái của bồ câu. Bà khấn cầm rồi tung chim bồ câu lên. Bồ câu vỗ cánh bay về phương bắc, cao dần xa dần, trong khoảnh khắc chỉ còn là một điểm đen nhỏ xíu trên bầu trời. Định tĩnh sư thái từ lúc viết thư đến lúc thả bồ câu, mỗi cử chỉ đều rất chậm chạp, hoàn toàn khác hẳn với tình trạng khi bà tung hoành giữa dòng dây của địch nhân. Bà ngẩng đầu lên, điểm đen nhỏ đã ẩn vào đám mây trắng từ lâu, nhưng bà vẫn nhìn đăm đăm về hướng bắc. Bọn đệ tử không dám lên tiếng. Trong trận chiến vừa rồi, tuy có tướng quân đó xen vào đánh giúp, dường như rất quạt kê, kỳ thực cục diện còn hung hiểm vô cùng. Mọi người đều tìm được cái sống trong cái chết. Một lúc lâu sau, Định tĩnh sư thái quay người lại, dãy gọi một tiểu cô nương 15-16 tuổi đến. Thiếu nữ đó liền đứng dậy đi đến trước bà, gọi khẽ: Sư phụ. Định tĩnh sư thái nhẹ nhẹ vuốt tóc cô, hỏi: Nguyên Nhi, vừa rồi ngươi có sợ không? Thiếu nữ đó gật đầu nói: Sợ lắm, may mà vị tướng quân dũng cảm vô cùng đánh bọn ác nhân này bỏ chạy. Định tĩnh sư thái mỉm cười nói: Vị tướng quân này không phải là dũng cảm vô cùng, mà là võ công thâm hậu không lường được. Thiếu nữ nói: Sư phụ, võ công của vị tướng quân này cao thâm lắm à. Hài nhi thấy tướng quân đó suốt chiều loạn xạ đến nỗi không cẩn thận để cái vỏ đao đánh vào trán của mình mà. Tại sao đao của tướng quân đó bị rỉ, không rút ra khỏi vỏ được? Tần Quyên này là đệ tử của Định tĩnh sư thái, thu nhận ở Quan Môn. Cô thông minh, lanh lợi, rất được sư phụ yêu mến. Trong nữ đệ tử phái Hằng Sơn, Nico xuất gia chiếm khoảng 6 phần, còn lại 4 phần là đệ tử tục gia. Có một số người là phụ nữ trung niên, bà già 50-60 tuổi cũng có. Tần Quyên là người nhỏ tuổi nhất trong phái Hằng Sơn. Chúng đệ tử thấy Định tĩnh sư thái nói chuyện với tiểu sư muội Tần Quyên thì từ từ dây lại. Nghi Hòa nói xen vào: Hắn suốt chiều có loạn xạ đâu, hắn giả bộ đem võ công thượng thừa giấu đi, không để lộ một chút dấu vết, cho nên mới càng cao minh. Sư bá thấy vị tướng quân này lai lịch thế nào, thuộc môn phái nào? Định tĩnh sư thái lắc đầu nói: Võ công của người này chỉ có thể hình dung qua 4 chữ: cao thâm khôn lường. Ngoài ra ta không biết gì hết. Tần Quyên hỏi: Sư phụ, phong thư này sư phụ viết cho trưởng môn sư thúc có phải không?
có thể đến ngay được không? Định tĩnh, sư thái nói: con chim bồ câu này bay đến Bạch Y Am ở Tô Môn là một trạm, rồi đổi con chim khác từ Bạch Y Am đến Diệu Tướng Am ở Tế Nam, lại đổi một con chim khác nữa, đến Thanh Tịnh Am ở Lao Hà Khẩu đổi một lần nữa. Bốn con chim bồ câu tiếp sức nhau mới đưa thư đến núi Hằng Sơn được. Nghi Hòa nói: may mà chúng ta chưa bị tổn thương người nào hết. Mấy sư tỷ sư muội trúng ám khí độc đã rịch thuốc, qua hai ngày thì chắc không còn lo ngại gì nữa. Những người bị đá làm tổn thương và trúng binh khí cũng không lo gì tới tính mạng nữa rồi. Định tĩnh sư thái ngẩng đầu suy tư nên không nghe những lời Nghi Hòa nói. Bà đang thầm nghĩ: phái Hằng Sơn lần này xuống phương Nam hành tung vô cùng bí mật, ngày nghỉ đêm đi, tại sao bọn ma giáo lại biết được tin, lựa chỗ hiểm này mà phục kích? Bà quay lại nói với các đệ tử: địch nhân đã chạy xa rồi, chắc trong nhất thời không dám quay lại. Tất cả đã mệt lắm rồi nên ngồi đây ăn một ít lương khô rồi đến bóng cây bên kia nằm ngủ. Mọi người đáp dạ. Người gác bếp nấu nước pha trà. Đoàn người ngủ mấy canh giờ rồi dùng cơm trưa. Định tĩnh sư thái thấy những đệ tử bị thương vẻ mặt đờ đẫn, bà nói: hành tung của chúng ta đã bị lộ, từ nay về sau không cần đi đêm nữa. Người bị thương phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Tối nay chúng ta nghỉ ở Trấp Bát Phố. Các bạn thân mến, những gì đang đợi họ ở Trấp Bát Phố, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai, cũng trên làn sóng FM 91MHz, kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.